Nếu mà Peter nghĩ Peter phá cái rào cản của Minas, Peter thành công rồi đó. Thì Peter thành công rồi đó. Anh đi theo em nha. Anh đi theo em nha. Thì hoàn hảo rồi. Chúng ta đã dành hết cái sự hoàn hảo đó cho người khác. Và em không muốn điều đó được lặp lại một lần nữa. Nếu anh đếm hết đến 10 mà em không nói gì thì sao? Nếu anh đếm hết đến 10 xong rồi. Thì đó cũng là câu trả lời của em mà. 10. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non. Hãy để cho người khác quan tâm bên anh. Những điều mà Peter làm á, Peter lúc nào cũng từ chối. Có thể là sợ phiền, cũng có thể là một cái gì đó Peter không biết. Nhưng mà thật sự Peter cho Peter có một cảm giác rất là lạ. Peter không biết đó là gì, nhưng mà nó khác xa từ trước tới giờ mà Peter cảm nhận được. Peter biết Peter không biết. Sắp tới Peter sẽ đối xử hoặc làm như thế nào. Nhưng mà Vinat có thể cho Peter có một cơ hội để được quan tâm, được bảo vệ, chia sẻ. Thật ra là Peter rất muốn chia sẻ Vinat. Vinat cứ chịu một mình không à. Thiệt sự là cái gì cũng chịu một mình luôn á. Đôi khi là thật sự là muốn chia sẻ bằng cách này, cách khác, cách nào cũng vậy, cũng từ chối không. Lần này khác nha. Lần này vào một cái lớp khác nha. Ok không? Không có một mình nữa. Và Peter không biết á là mình yêu đương như thế nào, Peter không biết. Nhưng mà có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng mà thật sự đây là cảm giác rất là lạ. Peter biết Peter phải trân trọng cơ hội này, vì Peter cũng không muốn bị nát phải nắm tay về với một ai hết. Thân tâm anh muốn thấy em cười như giống lúc này, là những lúc bên anh cả bầu trời. Peter chỉ muốn Vinat cho Peter có một cơ hội để tìm hiểu và hiểu sâu hơn về cảm giác mà Peter cảm nhận được. Và như Peter nói, Đức Chúa Trời luôn sắp đặt một điều đó đến với Peter. Và những điều mà Peter thấy Vinat giống như là một bè sườn của Peter vậy. Bè sườn. Bè sườn. Thiếu một cái sống được không? Giờ hai người là một, không có tách riêng, chia sẻ, thấu hiểu nha. Cho Peter một cơ hội. Thôi một cái nữa được không? Wait. Sợ khóc lần nữa. Có lẽ là Binat ngồi xuyên suốt chương trình này đến giờ. Cũng có một vài tập khóc, nhưng mà chỉ là tại vì nó chạm đến cái chỗ mà yếu điểm nhất của Binat á, nên là Binat mới vỡ òa cảm xúc ngay lúc đó thôi. Chứ thật ra là Binat hầu như là không khóc trong suốt tất cả các tập này, hình như vậy. Chỉ có tập đây là tập mà Binat chơi mascara tùm lum tùm le, giờ tóc rối bời, tay chân này kia cũng quýu hết trơn, cũng không biết
rung lắm mọi người ơi. Đôi khi cái sự vô tư của Binet á làm tổn thương đến Peter. Thật ra là những lần đó Peter hiểu. Thật ra Peter rất là hiểu là Binet lý do vì sao làm như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một lý do để Peter nói ra. Nếu mà Peter nghĩ Peter phá cái rào cản của Binet, thì Binet thành công rồi đó. Thì Binet thành công rồi đó. Không đổi thay, lặng lẽ đưa gió mấy qua đây xanh thêm màu nắng. Như cuộc sống vui thật siêu kỳ, tình cầu cứ xoay tròn phương ly. Ngày ngày mơ được vui tươi như bạn đã. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu ra. Là ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ. Tay á thì em cứ nghĩ quyết định của mình là đúng và tỏ ra mình bất cần, nhưng mà lúc mà anh đi về rồi á, anh đi khỏi đó rồi á, em khóc rất là nhiều. Nhưng mà một khoảng thời gian sau anh có nhắn tin lại cho em. Lúc này em cũng có lúc có chút vui trong lòng, nhưng mà em suy nghĩ là mình sẽ quyết định chẳng tới cùng. Lúc đó em còn hỏi anh đó là ủa anh nhắn tin lại cho em để làm cái gì, thì anh có nói với em câu á là anh sợ em buồn, sợ em đuổi nên anh nhắn tin cho em để khiến cho em an ủi được phần nào. Tim là mình không có làm người yêu nữa thì mình làm bạn được mà. Sau tất cả em đã suy nghĩ lại thật kỹ và đến đây gặp anh để hỏi anh, dù không biết là anh có còn, anh đã coi em là bạn hay là đã hết tình cảm với em, hay là như thế nào. Em vẫn muốn đến đây để tìm câu trả lời, để không có phải hối hận về sau này nữa. Mặc thử nha. Có muốn bận chiếc áo đi Đà Lạt với em đúng không? Nếu mà bây giờ hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu thì sẽ như thế nào đó? Anh đi theo em nha. Oh, my God.
Ôi cái gã này lắm chuyện thật, lại đứng ở phía sau. Thưa quý vị, vậy là Hùng sẽ ra về cùng với tình yêu thật sự của anh ấy, người mà anh ấy sẽ bấm chuông nếu như cô ấy xuất hiện. Nhưng mà anh đã không bấm chuông mà anh ấy đã dành một vòng tay, còn có hoa hồng để chờ cô ấy như cái ngày chương trình xích nghỉ chơi em đây. Em đã suy nghĩ rất là nhiều. Khi một ai đó, chúng ta luôn cố gắng hoàn hảo, nhưng mà để rồi, khi hoàn hảo rồi, chúng ta đã dành hết cái sự hoàn hảo đó cho người khác. Và em không muốn điều đó được lặp lại một lần nữa. Cho nên là em muốn ở lại. Cái ghế đó nó quan trọng, nó mang lại cho em nhiều thứ. Em được mọi người biết tới, được gặp mọi người ở đây, và gặp rất nhiều thứ. Nhưng mà em quan trọng hơn. Chủ nhân của ghế số 2 đã đi về hai người rồi. Nhưng mà tại sao hai đứa mình lại dùng lý trí nhiều quá? Em là con gái, em không vượt qua được thì không nói đi. Anh cũng không vượt qua được. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Kiểu thấy em cứ suốt ngày phải suy nghĩ, suốt ngày phải giải thích với công ty, suốt ngày phải giải thích với tất cả mọi người, anh phải làm sao? Có một khoảng thời gian á, em lúc nào livestream á, em cũng khẳng định là em không quen cái anh kia, em không quen anh Linh. Em không hề quen, tại vì cái giai điệu chung đó chỉ là thi hát thôi, là bắt cặp với nhau để thi hát thôi. Nhưng mà mọi người ship rất là nhiều. Em kiểu lúc nào lên cũng khẳng định là mình với anh Linh chỉ là bạn thôi. Nhưng mà kiểu các bạn vẫn lúc nào cũng muốn là hai người phải yêu nhau, phải... Hôm nào mà mình livestream một mình á, mọi người cũng đều comment là anh Minh đầu sao, anh Minh không like chung các thứ. Mình cảm thấy rất là áp lực. Và lúc đó thực sự là mình không thể nào vượt qua được. Nói là mình mạnh mẽ nhưng mà... dù mạnh mẽ tới đâu thì mình cũng không thể nào vượt qua được những cái... tiêu cực nó quá nhiều á, mình không thể nào thoát ra được. Thôi, mà Honey là người rất hay khóc. Mọi người thử nghĩ xem, kiểu người mình yêu cứ một buổi livestream xong lại khóc, một cái tin nhắn của công ty xong lại khóc. Mình là con trai, mình phải làm sao? Mình phải từ bỏ thôi. Chứ bây giờ biết như thế nào? Thì cũng rất là may thì sau đó là mọi thứ ổn định hơn. Rồi bọn mình cũng quên mất luôn cái thứ tình cảm đó. Hoặc là nó vẫn là nằm trong đó nhưng bọn mình không có muốn khơi ra. Nó đã quá quen thuộc với nhau rồi. Và đến ngày hôm nay Vani muốn lên tỏ tình một người khác thì mình không thể đứng yên được nữa. Em sẽ chọn một người khiến em cười trong chốc lát, hay là người sẽ lau nước mắt cho em hết đời này? Bây giờ anh có thể đếm từ 1 đến 10 để em trả lời được không? Lại là 10 giây. Anh luôn là một thằng cứng đầu luôn á. Và như anh đã nói là anh luôn luôn vì tình yêu, anh bất chấp tất cả để vì tình yêu của mình luôn.
Vậy mà cuối cùng bằng một cách nào đó mà anh có thể đếm thôi được không? Nhớ anh đếm hết đến 10 mà em không nói gì thì sao? Nhớ anh đếm hết đến 10 xong rồi. Thì đó cũng là câu trả lời của em mà. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay. Lặng lẽ đưa gió bay qua đây xanh thêm màu nắng. Tim cầu cứ xoay chẳng phân ly, ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Nơi lòng có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, là ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàng.